đây, dây trượt đây, trượt đây là lùi xuống đây, lùi xuống theo cái dây trượt này đây. Em chào các bác nha, em vừa độ xong cái ghế chỉnh điện bên phụ cho Ford Territory. Xe này thì bản ghế lái đã có chỉnh điện rồi, thế nhưng mà bên phụ thì chưa có và bác chủ đã cho xe qua em đây ạ. Đây, thiết kế rất là lắp vào ốp zin đẹp luôn. Đây là độ trên ghế zin của xe luôn đấy, bác nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn, ốp nhựa này, chuẩn xịn sò luôn. Có hai nút chỉnh này cũng được mạ bạc như này. Đấy, nhìn rất là xịn luôn. Đây là nút núp này là sẽ điều chỉnh hướng cho ghế tiến lên. Đây các bạn nhìn này. Đây, anh gạt này. Đây, sẽ dây xe trượt đây. Trượt lên ạ, lùi xuống đây ạ. Lùi xuống theo cái hướng dây trượt như thế này. Đây, ghế để lùi lại sau. Đây, nút này là nút gập ghế này, gập lưng ghế lại này. Đây ạ. Đấy, bác nào muốn ghế nó đứng hơn tí thì là ấn chỉnh vào đây. Còn ngả ghế, ngả nằm này. Đấy, nếu mà ngồi lên ghế điều chỉnh thì nó rất là tiện luôn ạ. Không cần phải dùng ghế gạt tay như trước nữa, như cũ nữa. Đây là gần như bây giờ để cái nhu cầu hiện đại thì mọi người đều có thể độ lên điều chỉnh ghế chỉnh điện và giữ nguyên cái ghế zin ạ. Đây các bác, em chỉnh ngược này. Đấy, ghế phụ thì nó sẽ chỉnh được 4 hướng. Tiến lên, lùi xuống, gập ghế, ngả ghế. Đây, có thể ngả kịch cỡ luôn nha. Đây các bạn, ngả kịch cỡ luôn. Giờ để em kết thúc hoàn thành ghế điện để bàn giao cho bác chủ này.